nãy gặp cái cô kia, cô nói thầy ơi, từ khi mà con nghe thầy giảng tới bây giờ, con mới cảm thấy cuộc đời con có mùi sướng. Vì xong rồi đứa hỏi ban gì, hồi đó cô chưa nghe cuộc đời cô là cái gì, cô nói là, cô nói rằng mùa thu lá rụng. Nghĩa là bà nói rằng là, nói câu này nghe, bà nói rằng lúc trước bà chưa nghe mình giảng, bà chùi lũi. Bà nói là giống như nó không có một chút năng lượng gì để phát triển cơ thể, đến mức mà nó chùi hết luôn quý vị. Bà nói nhỏ cho mình nghe, bà nói là con nói cho thầy nghe, thầy đừng nói cho ai nghe nghe không. Mình nói à không, tôi sẽ không bao giờ nói cho một người nào nghe hết, tôi chỉ nói cho cả cái đại chúng nghe thôi, không nói cho một người nghe. Lạ lắm nghe quý vị, khi vì mà buồn nghe quý vị, người săn hẳn khó chịu, giận hờn nặng nề trong tâm, tự nhiên người quý vị không phát triển được. Bà nói rõ ràng, bà nói rằng lúc trước ấy, chùi lũi. Không biết sao nó kỳ cục lắm thầy ơi, thầy. Nhưng mà từ khi mà nghe thầy giảng một năm mấy nay, tự nhiên người nó ướt át. Ý bà nói là nó phát triển tốt đẹp lắm quý vị. Chàng ô, bà nói mình nghe mình cũng mừng giùm bà thấy ghê. Bà nói rằng lúc trước thầy biết rằng chồng con nó chê chán, con đừng có nói. Tại vì sao? Chùi lũi. Nặng nề ai mà thích quý vị. Nhưng mà từ khi mà nghe thầy giảng là chàng ô, chồng con đi làm toàn bộ ngày nào cũng tranh thủ về. Tại vì sao? Có người vợ quá dễ thương, vui vẻ hoan hỷ, gặp nàng là toàn thấy mùi xuân. Ai mà không thương quý vị, gặp nàng là thấy mùi xuân à. Còn mà nói hồi xưa chưa nghe nhiều đức giảng, bảo nói là mùa thu lá rụng, giờ rụng với cái chỗ lũ chứ sao. Đúng không? Nói quý vị thấy không? Nên con người sống phải cần phát triển niềm vui. Mà niềm vui là sự hạnh phúc nhất của đời người. Thấy không? Niềm vui là sự hạnh phúc lớn nhất của đời người và ý nghĩa nhất của đời người. Tại vì cuộc đời có người làm một đời người, nếu như khổ thì cũng một đời người mà chết đi, vui thì cũng một đời người mà chết đi, nghèo thì cũng một đời người chết đi, mà giàu cũng một đời người chết đi, đẹp gì cỡ nào hay bệnh đau hay què quặt gì cũng một đời người chết đi. Nhưng cái đặc biệt của một đời người, chúng ta để cái gì vào chỗ một đời người phải sống, đó là niềm vui. Đúng quý vị. Bây giờ nha, có những cô bây giờ chồng chán, chồng chê, chồng bỏ rơ, không ngó ngàng đến. Nó đã không ngó ngàng đến rồi, mấy cô có buồn nó cũng không ngó ngàng đến. Cứ ngồi suy nghĩ đi. Rồi ông chồng này bị vợ bỏ thì nó đã bỏ rồi, mấy ông buồn thì nó cũng bỏ rồi. Như vậy thì mấy ông có niềm vui, bị bỏ mà còn có niềm vui, thì chúng ta vẫn còn cái mà chúng ta có thể đứng lên được. Còn nếu như chúng ta buồn trong cái bị bỏ rơi thì hoàn toàn chúng ta suy sụp. Đúng không? Suy sụp rồi. Thí dụ như hai thằng này đi chung, một thằng thì nó học giỏi, cực kỳ giỏi, năm nào nó cũng được gọi là điểm cao nhất trong sở học. Một thằng thì học dở, vô cùng dở, năm nào nó cũng điểm thấp nhất. Cái thằng điểm thấp nhất nó có niềm vui, vẫn có ý nghĩa, tương lai thằng này chưa chắc thất bại, mà nó có cơ hội thành công. Vì sao? Vì từ cái niềm vui mà sanh duyên, sanh phước. Nghe không? Thanh viên thanh phước. Và cái đạo Phật giải thoát cũng đưa con người đi đến niềm vui, đưa con người đến sự an lạc, đưa con người đi đến sự tự tại. Mà cái tự tại của con người là gì? Trong nội tâm nó ít có những sự mà bị buộc ràng, nặng nề. Như quý vị đi vào trong đây có cơ hội 3-4 ngày hay 1 tuần, thì quý vị cố gắng, quý vị những cái gì quý vị lọc ra được lọc đi, quý vị bỏ ra được bỏ đi. Vì cái khoảng thời gian ở gia đình của mình đã lo lắng quá nhiều thứ, mà mình vẫn là mỗi năm cứ cực, và mấy chục tuổi này nó cũng còn cực. Vì tại sao chúng ta không buông xuống khi những thời gian có cơ hội chúng ta được ở trong chùa một tuần lễ ở đây, chúng ta buông xuống thử. Tập buông xuống thử một tuần. Đúng quý vị, buông xuống đi để cho nó nhẹ nhàng cái tâm. Bây giờ mình ở đây rồi, cái chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, hay là đi ngược lại thì nó cũng là phải sống. Mấy mươi năm ở nhà mình cũng như vậy. Tại sao chúng ta đi vô đây mà chúng ta còn nặng gánh gì?
tu xong, công phu xong, bước ra, alo, sao ông có phá cửa nhà chứ gì? Nghe coi mấy con heo, mấy con gà, nghe không? Cái thằng ba đâu kế bên nó nhìn con heo hoài đó nghe. Nó, vì coi đó, bận tâm hoài mà. Quý vị biết rằng có cái đoàn mà Thái Bình đi vô đây tu, mà bị hởm tới giờ vô đây, mà để quyết định lại Quan Âm Bồ Tát. Mà trước nhất là thấy ba người rớt rồi đó, mà từ Thái Bình đi vô đây. Hai người kia là gặp cái nghịch duyên là cái gì? Đi vô đây lễ Quan Âm, ở nhà ông ba ông chết. Ông chết, ông chết, ông chết ngay ngày mình đi lễ Quan Âm. Thấy chưa? Thấy không đủ duyên, không đủ phước là nó lạ kỳ chưa? Nó, rồi hai mẹ con phải đi về. Nó mà từ Thái Bình đi vô đây đi về hai người. Rồi một cái ông hồi sáng nó gặp, là ông nói nhà có công chuyện đi về. Nên quý vị nhớ, quý vị đi vào trong chùa tu mà quý vị buồn là vì tu không có được đâu. Quý vị phải làm sao háo hức lên, nó vui vẻ, nó an lạc lên. Rồi quý vị sẽ thấy cái duyên phước nó tấp nập, tấp nập, tấp nập, tấp nập, nó kéo đến với quý vị. Nhớ chưa? Đó. Nên tu hành là gì? Tu hành là giúp cho mình nó an lạc cái tâm. Một con người á, tiêu cái nghiệp là gì? Là một con người này thường an lạc. Còn có người mà nặng nề tối ngày làm sao tiêu nghiệp? Người ta vừa gặp người ta nói bà nghiệp nặng lắm. Hỏi vì sao? Ông biết tôi nghiệp nặng, tôi nhìn cái mặt bà là tôi biết. Hỏi vì sao? Bà buồn. Đó, thấy chưa? Bà buồn là nghiệp nặng. Có khi bản thân mình nói mình nghiệp nặng, mình có không biết cái nghiệp nặng mình là cái gì nữa quý vị. Buồn, đụng cái là buồn, đụng cái là giãn, và lo tùm lum. Chuyện qua rồi cũng lo, mà chuyện chưa tới cũng lo. Đó là chính quý vị là nặng cái gì phải không? Nặng gánh. Nó nặng gánh trần gian. Nó cõi thế trăm năm một kiếp người mà, cuối cùng cũng qua một đời người thôi. Ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật là ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Mình đem cái sự nặng nề trong cái trần gian này để mà mình để nặng gánh hoài. Trần gian vốn là mộng mà, thật hư cũng là mộng. Say mộng hay là tỉnh mộng cũng chỉ là mộng mà thôi. Thấy chưa? Mình say sưa trong mộng hay là mình tỉnh trong mộng thì chỉ cũng là mộng mà thôi. Tại sao cuộc đời của người chúng ta, con người giỏi hay dở gì, đều là do nhân duyên của chúng ta khi sanh đến cuộc đời. Nhưng cái đặc biệt nhất là trong đạo dạy chúng ta cái gì, mục tiêu mình học đạo mình được cái gì, cái gì, cái này mới là cái quan trọng. Cái nội tâm an lạc, có những cái nặng gánh trong tâm buông ra được, đó là cái đặc biệt Đức Phật dạy mình nhìn thấu buông xuống. Cái ông này giàu thiệt là giàu, mới có 49 tuổi thôi. Giàu, có danh tiếng, giàu vô cùng, khỏe mạnh, ngon lành luôn. Ai cũng ngưỡng mộ ông, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, của cải đầy nhà. Ngưỡng mộ ông vô cùng. Quý vị biết rằng, ai ngờ đâu, ông vừa đem chiếc xe xịn đem ra chạy, ông chạy một vòng tai nạn, đụng một cái rầm chiếc xe. Chiếc xe thiệt là to, cán ăn chiếc xe của ông. Ông chết tại chỗ, le lử. Không ai ngờ được rằng cuộc đời của ông lại xảy ra vấn đề như vậy. Biết rõ ràng không? Say mộng hay tỉnh mộng, chỉ là mộng mà thôi. Phải không? Đó. Cuộc đời phải vô thường không? Nó đã là vô thường, bản thân chúng ta có tính gì được cho cái cuộc đời chúng ta? Nó xa vời đâu. Có khi ngày hôm nay mà chúng ta còn chưa quyết được để tính được cái ngày hôm nay cho mình. Nên Đức Phật dạy rằng an vui cùng hiện tại thì hạnh phúc mãi bên ta. Cái hiện tại là cái ngày nay nè. Cái ngày nay mình vui nó tích tụ cái nguồn năng lượng cho cái ngày mai mình vui. Ngày mai mình vui mình sẽ tích tụ cho năng lượng cho ngày mốt mình vui. Cứ từng ngày mình vui mình đã tích tụ cho một năm vui. Một năm mình vui mình tích tụ cho một đời vui. Một đời vui khi cuối cuộc đời Phật A Di Đà rước mình về cực lạc sung sướng. Thấy không? Đó. Cái này vô cùng thù thắng quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta học đạo, cái quan trọng là chúng ta nghe đạo,
rồi chúng ta có nhận thức được cái việc gì trong cái nội tâm con người mình hay không. Có những người cả đời sống khổ vì chồng, vì vợ, vì con, cả đời mà khổ, rồi cuối cùng đi đâu? Cái vị biết khổ cả đời mà cuối cùng đi vào tam đồ ác đạo mới thê thảm, nặng nề cả đời đi vào tam đồ ác đạo. Nhưng Đức nói 100% người nào mà buồn, người nào mà giận, người nào mà hận, người nào mà chết, người này chắc chắn 100% mới bị đi xuống. Xuống chắc chắn. Sửa simi lại chút kìa. Tôi nói 100% quý vị, bảo đảm quý vị tôi thế nào cũng đi lên, không đi xuống. Tại sao? Hướng thượng mà sao mà đi xuống? Cái người hướng thượng là mỗi ngày vui vẻ an lạc, mà an lạc trong cái pháp vị, quý coi, an lạc trong cái pháp vị, chứ đâu phải an lạc trong cái sự ăn nhậu hay gái gú. Bây giờ an lạc trong á, rượu chè gái gú thì nó đi xuống. Cái niềm vui này quý vị biết, quý vị nhớ nghe, vui là giả, cái giả đó đó, nó vui nhưng mà nó giả, cái bên là khổ đó. Khổ là thật, vui là giả, khổ là thật, vui đi đến cái khổ. Còn chỉ có cái pháp vị mới giúp cho chúng ta thật sự giải thoát và đi lên. Đúng không? Giờ mỗi ngày quý vị coi làm việc từ sáng tới giờ này, có đi chơi đâu đâu, không uống ly cà phê, không uống miếng nước ngọt, ăn cơm miếng à. Hồi chiều ăn đúng một chén cơm nhỏ xíu. Giống hệt là chén cơm người cúng người chết vậy. Lớn vậy nè. Thêm chén chuối nhỏ xíu vậy đó. Đi coi, nhiêu đó thôi. Vậy mà làm việc từ sớm giờ còn chạy qua đây giảng bài pháp. Thì vị thấy, sắp sửa hết một bài pháp, vị thấy nó an lạc chưa? Quá an lạc luôn. Thấy không? Cái quan trọng là cái ý nghĩa cuộc đời quý vị à. Nó nên nghe gì để tất cả người thường trụ trong chùa, cái cảm giác của chuẩn bị vô chương trình lễ mỗi người phải như thế nào, đặt lên cho mình một bài toán và kế hoạch cho bản thân mình mấy ngày lễ mình phải làm sao. Phải giải nghiệp, phải giải nghiệp. Nhớ câu giải nghiệp nghe chưa? Mình đang nấu ăn đó, ban vô cho chén cơm. Dạ cô, cơm chưa chín, cho một gói mì. Thôi chút đi ăn, cho một gói mì. Nè mì nè. Giải nghiệp đi. Trong mấy ngày lễ đụng chặn là giải nghe chưa. Cho cái mền. À nè mền. Cho thêm cái mền hả? Hết rồi. Cho một cái mền. À mền. Giải nghiệp. Tại vì sao? Xong nó đi về nó cũng trả mền lại thôi. Mình nói sợ đưa hết giờ mấy người kia không có mền. Mấy người kia không có mền là vậy. Tại vì mấy người kia không có phước mền thì phải chịu thôi, đúng quý vị đó. Quý vị mà làm việc gì quý vị thoải mái cái tâm dữ lắm. Còn thí dụ như bây giờ phòng ốc đồ đệ kia chút đỉnh phải không, ai đến trước cho ở. Còn mấy nàng mà đi đến đây thường xuyên, đi đến sau thì là nằm ở đâu? Ngoài sân. Để chi à? Sao kỳ vậy thầy? Quen á thầy ơi. Bởi cũng vì quen, cũng vì quen mà mới hiểu nhau. Mà đã là hiểu nhau thì nên thông cảm cho nhau. Còn những người ta đi đến trước thì phải cho người ta ở vì sao? Nếu mình không cho người ta ở, người ta sẽ nhìn mình như thế nào? Người ta nói quý thầy trong chùa này là những con người mà biết quen không biết người mới đến. Đó. Nói quý thầy với chú thì sao? Mà mình là người thương quý thầy, thương quý chú, thương thầy hướng dẫn mình, thương thầy nhận đức, mà bây giờ để cho thầy mình bị người ta chửi thì đó là cái điều mà bản thân mình lỗi đạo lắm. Hiểu chưa? Này là quan trọng đó nghe. Nên mấy người quen mỗi tuần đi đến đây thì phải đến và phải cố gắng nằm ngoài xa. Hiểu không? Như ở dưới quê Nhân Đức lên 450 người và thêm nửa đứa nữa. Gì vậy? 450 người rưỡi.
Vì sao gọi như vậy? Thấy không? Vì trong đó có một bà bầu chưa đẻ ra nên gọi nửa đứa. Nửa đứa, nghe chưa? Đó, như vậy mà những đức nói những quan rằng cứ lên đây có chỗ nào sắp cho họ chỗ nấy, không cần nói rằng đó là quê của thầy, mà họ ở đâu họ ở đó. Vì quê của thầy phải hiểu và phải sống làm sao cho đặc biệt. Cũng như những Phật tử đã quen biết nghe pháp lâu thì mình phải lúc gặp chặn lễ đông người, mình phải ra một thái độ như thế nào để là cho người ta thấy mình là một Phật tử thuần thành. Thấy không? Còn cái chuyện mà bây giờ đi lên đây ngồi thì cái chuyện đó Phật tử quen lạ gì cũng vậy, quý vị cứ lên trước thì bị ngồi trước. Cái chuyện này không có ép quý vị, hoặc có nói rằng thôi mấy người quen thì xuống dưới ngồi đi, mình không có làm điều đó được quý vị. Quen thì quen chứ người ta vẫn thích ngồi, đúng quý vị? À, đó, người ta vẫn thích ngồi mà. Chuyện đó là cái chuyện người ta có quyền, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ xí cho tùm lum. Mình xí tùm lum tội nghiệp mấy cái người người ta vô mà người ta không được ngồi, mà mấy cái bà sao mấy bà lại vô ngồi thì kỳ quá. Nên ai cũng có khả năng, nên chúng ta được quyền cạnh tranh nhưng đừng nên đấu tranh. Nhưng đã cạnh tranh là thế nào cũng đấu tranh à, hiểu không? Phải làm sao chúng ta hòa nhã nhất cái tâm của mình. Đó là chính bản thân quý vị á, tự chọn lựa đi. Đừng có bao giờ ôm đàm, nghe chưa? Ồ. Nó rõ ràng hết trơn rồi. Ông thầy ông dạy rõ chứ mà. Không nghe là tại mình. Tao phải lỗi lầm là do thầy đó. Ôi nói gì đâu mà nói cặn, nói kẹ, nói lẹ, nói chẳng, nói hết trơn rồi còn cái gì quý vị? Quý vị nghe những đức giảng thì những đức hướng dẫn kỹ hết trơn. Chùa chiền mà đi đây đông người đồ, điện thoại đồ này kia đừng nên sạc để tùm lum. Vì để tùm lum có chừng có người mượn. Mà trong cái thời cuộc hiện tại khi đã mượn thì chúng ta không biết để trả cho ai nên mình đem gì xài luôn. Ban đầu thì định mượn để gọi thử một cái thôi, nhưng cuối cùng do không biết người nào mà trả vì đông quá, nên cuối cùng mình trả lộn thì kỳ lắm, nên thà đem về xài luôn. Nên quý vị đừng nên cấm điện thoại sạc tùm lum. Còn vàng bạc với chiền thì chúng ta nên đem bỏ vào thùng tam bảo hết cho phức rồi. Có cái bà cụ già kia 82 tuổi, có nghe cho đứa nói chuyện. Bà nói rằng thầy biết, thầy nhìn nè, bà lột đôi bông ra bà đưa. Thầy coi cái đôi bông này. Những đứa hỏi đôi bông này sao? Đôi bông này chính ngày xưa, chính ông. Nói ông nào? Chồng tôi. Chính ông đã đeo lên lỗ tai cho con. Mình nghe vợ chồng mấy chục năm. Ông đã chết rồi thầy ơi. Chị đứa hỏi ông chết lâu chưa? Ông chết năm 72 tuổi. À vậy bây giờ bà 82 tuổi, vậy là ông chết hết 10 năm rồi đúng không? À vậy mà 10 năm nay bà vẫn ở vậy. Nó à già rồi ở gì. Hiểu không? Thì biết bà đưa đôi bông cho bà nói là con nói rằng khi con chết đi, lúc trước chưa nghe thầy giảng, khi con chết đi phải chôn con và đeo đôi bông này cho con, vì đây là kỷ niệm mà con đã từng hứa hẹn với ông rằng đời này tôi làm vợ ông và tôi hứa với ông đời đời kiếp kiếp tôi đều làm vợ ông. Anh tôi làm vợ ông hoài luôn. Bây giờ con nghe thầy giảng con hiểu rồi, con đã quỳ chư Phật, con xin Phật xí xỏ cho con. Những cái lời nguyện của con ngày xưa còn dại khờ chưa hiểu đạo, con đã hứa làm vợ ông đời đời kiếp kiếp không. Bây giờ con nguyện lại rồi, con không có làm vợ ông đời đời kiếp kiếp nữa. Và cũng đôi bông này là chối bu cuộc đời của con suốt bao nhiêu chục năm nay khổ đau. Bây giờ con quyết định con đeo đôi bông này con đưa cho thầy luôn. Kinh khủng không quý vị? Giảng sao không biết, mà đôi bông mà bao nhiêu năm chục năm kỷ niệm mà xả luôn. Nó, những đức nói bà vô cùng thông minh đấy. Hiểu chưa? Thông minh đó. Bây giờ bà mà về cực lạc á, bà mới giúp đỡ được ổng đi về cực lạc.
Còn bà nói bà đời đời cái kiếp làm vợ ổng, nếu mà không có duyên sao làm vợ ổng, có khi nó làm kẻ thù của nhau không chừng, hiểu không quý vị? Nên mình đi về chùa tiền bạc vàng vòng mọi người phải giữ gìn cho đàng hoàng. Nếu lỡ như là nó mắc thì chúng ta cũng đừng nên buồn trách ai. Vì sao? Vì mình đã từng gieo nhân gì thì chúng ta gặt quả bao này. Nhớ nha quý vị, nguyên một cái đoàn đi bao nhiêu chục người mà không ai mắc, mình mắc. Nếu không hiểu gì riêu rao tùm lum thì đó là mang cái tội nặng nề thiếp. Thấy không? Còn nếu như đã cầm đi đến đây có cơ hội, sẵn dịp hòa thượng đang xây chùa, chúng ta bỏ tụng tâm bảo sao đâu. Thấy không? Hồi nãy có cái đoàn ở đâu ở miền ngoài vô, có ba bà xin ở luôn. Đúng không? Thì chưa thấy đâu, bởi vì tiền là cái điều mà vô cùng quý giá, nó là điều máu thịt của người ta, không thể nào dễ xả đâu quý vị. Quý vị biết bà nhét ba cái túi ở trong, một cái túi tiền lẻ là tiền này chắc là miền ngoài người ta ưa cúng 2000 bỏ vô chuông quý vị, một sấp tiền 2000, một sấp gì mà để ghi một cái túi giấy từ 100 cho tới 500 thì một chút xíu gì để bên à, mà xin vô ở luôn rồi đó nghe. Bà nói với cô trưởng đoàn rằng tôi để tiền này mỗi ngày chỉ cúng 2000 thôi, ngày nào cúng 2000 hết. Nó rồi xong nhà Đức vô, nhà Đức nói rằng tùy bà cúng sao bà cúng, bà đã vô đây ở luôn rồi ha, nhưng mà kể cho bà nghe câu chuyện. Bà nói câu chuyện gì? Nhà Đức nói, có cái bà cụ già vô chùa có trong túi 10 triệu quyết định ở luôn, cúng từ từ đến khi mất đi là đâu vào đó hết 10 triệu. Nhưng mà không ngờ chỉ ở đúng một tháng thôi, cúng mỗi ngày chỉ có 2-3 ngàn thì 10 triệu chưa tới đâu, nhưng chết queo. Chết queo. Rồi bà cụ đó bà hỏi vậy thì nếu như vậy thì tiền đó vô tay ai? Nhận Đức nói vô tôi. Vô tay tôi, vì tôi nuôi bà. Bà chết thì tiền của tôi, đúng không? Nhưng mà lúc đó không phải tiền bà cúng, mà là do bà chết rồi nên tài sản quy về Tam Bảo. Rồi Tam Bảo làm việc Phật sự, nhưng không phải bà phát tâm. Đã không phải của bà phát tâm, như vậy thì bà không có phước. Không phát tâm mà. Nên kinh Địa Tạng nói rằng mình phát tâm lúc còn sống thì 7 phần mình hưởng 6 phần. Mình hồi hướng cho người ta chỉ được 1 phần thôi. Hồi hướng cho người ta là được 1 phần thôi nếu làm đúng. Còn nếu như mình đã chết, của cải của mình để lại cho người ta để làm giùm, như vậy thì 7 phần người ta làm giùm, người ta sẽ hưởng 6 phần. Còn hồi hướng cho mình được 1 phần thôi. Đó. Nghe không? Nên mỗi một con người mình nghe đạo mình phải hiểu cho rõ ràng. Riêng chùa mình quý vị à, đi ra đây thì quý vị tu tập những đức rất là mừng cho quý vị, và rất là vui quý vị về chùa, nhiệt liệt hết mình. Và tất cả ban tổ chức chuẩn bị đồ ăn, đồ uống, kho để nồi chuẩn bị, đúng không? Cơm hộp để hộp. Cơm từ bên hộ pháp chở qua rầm, lựa gạo xịn nhất để nấu cho Bồ Tát ăn luôn. Nổ bùm bùm kiểu này mà lỡ bữa lễ mà nấu gấp quá mà sống, thông cảm. Tại vì nấu gấp quá, ăn dữ quá thì nấu lu bu có biết đâu nó sống thì sao. Mình nói câu này lỡ có chuyện đó xảy ra thì sao. Nên mới nói rằng là tâm hoan hỷ là đạo. Nhớ quý vị đó. Nên sanh cái tâm hoan hỷ đi là người tu đạo đó. Mình đi đến chỗ đông người, mục tiêu mình đi đến chùa mình tu tập là để mình có được cái duyên phước quý vị. Rồi mình cầu an, cầu siêu cho người thân của mình. Vậy là mục tiêu mình đi đến đây là mình tích công lĩ đức nha. Đã là tích công lĩ đức thì phải nhớ là tâm thường sanh hoan hỷ khi những sự việc thuận nghịch. À.
Tại vì mục tiêu mình đi tu để tích công lũy đức, tích là giữ lại được á. Chứ nếu như mà mình đi đến đây mà đông người mà mình gặp những việc trở ngại không vừa lòng không vừa ý mà mình sân si sằng sộ lên là tiêu á nghe. Các ban bệ làm việc trong chùa cũng vậy luôn nhớ. Nghĩa là mình đang phục vụ những chúng sanh tương lai sẽ làm Phật. Nhưng tương lai chứ bây giờ chưa làm Phật. Chúng ta bây giờ là ông Phật giả, nên ông Phật còn sân si. Nên từ nơi đó mà phục vụ những ông Phật còn sân si, những bà Phật sân si này á, thì chúng ta phải kiên nhẫn dữ lắm. Cái nghĩa là cái sức kiên nhẫn chúng ta còn hơn họ. Phục vụ họ chúng ta mới giữ được duyên phước. Nếu không mà tiêu á, ví dụ như có cái mền đưa họ nói tôi phải cần hai cái, không người một cái thôi, không tôi mập hơn bà kia tôi phải hai cái. Cãi qua cãi lợi với họ là tiêu sạch nhất, đúng không? Đó rồi xong nè, mình ngủ chung phòng hay là nằm tập thể gì mà có cái bà phải nói chuyện sụp, mình đang dỗ dắt vừa chuẩn bị ngủ được cái bà alo sao rồi, sao rồi con hả? À được, hai ngày sau mẹ về. À, vậy thì nghe. Xong bà điện thôi, ông đang ở đâu vậy? Rồi hai câu thôi thì coi chừng bồ đề gai mình nổi lên rồi đó. Tại vì mình dỗ dắt ngủ khó, mà bây giờ chỗ đông người mình chuẩn bị thêm thiếp chuẩn bị ngủ thôi là bà la lên cái là mình hết ngủ, hiểu không? Đó, còn gặp ở trong phòng mà có nhà vệ sinh thì nằm đông đông á, bà vô bà chơi vài trái mịn trong, xong bà đi ra bà không đóng cửa, mịn nó mới xì hơi ra. Mình cũng sân si nữa quý vị, coi chừng gặp trường hợp này nghe. Trường hợp này đó nó không có chuyện dở. Rồi thêm nó đông quá, đông người, gặp cái bà này hôm qua giờ nhà vệ sinh chẹp quá bà không tắt, rồi bà nằm kế mình, bà đưa nguyên cái cánh ra úp ngay lỗ mũi mình chè khô. Lúc đó mà hít sâu thở dài mới đặc biệt cái kia. Hiểu không? Đó, những cái việc những đức nói đó ra là những việc quý vị sẽ gặp phải. Và nhớ đi đến chỗ đông người, nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói á, là ở cái cõi này mà tu tập một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế giới cực lạc là quý vị biết á, là ở đâu không? Ở những cái ngôi chùa đông người mà lại đi tu nè, là một ngày một đêm bằng 100 năm thế giới cực lạc. Nghĩa là tại gia đình quý vị có sự trở ngại gì đi chăng nữa chỉ một, nhưng mà ở đây sự trở ngại nó là 100.000. Thì tính lên cái số lượng con người đi có nghĩa là càng ngày càng đông, rồi ngày mai đông, rồi bắt đầu sáng, sáng 18 quý vị coi người ta sẽ rất là đông. Từ đó số lượng được càng đông lên. Bây giờ mình nói là quan gia ở đâu, thuận nghịch trong cái cõi này chúng ta gặp nhau là những người đang ngồi bên cạnh mình. Đó, coi chừng gặp quan gia đó. Coi chừng gặp quan gia. Mình vừa dối tay ra lấy hộp cơm một cái là bắt đầu là gì, họ chớp trước mặt mình. Có khi gặp trường hợp gì đó quý vị, không có giỡn đâu. Hoặc là mình vừa đặt cái mông xuống ngồi, họ nói của tôi. Sao của tôi? Bà thấy cái gì chưa? Cái gì? Có cái miếng dán. Nói thì biết có trở ngại đó chưa, phiền não đó. Nó còn mình đứng lên mình nói ê, dán cái gì, chùa của bà sao bà dán. Thấy không? Thì nói qua nói lỡ nhau thì bị coi sạch nhất, không có tích được, không có tích công lũy đức được rồi. Nên mỗi một con người mình chúng ta đấu tranh là tổn sạch nhất cái phước duyên của mình đã tu, cực khổ mà không giữ được cái gì. Nên những đức gỡ lời đến tất cả những vị đi đến đây tu tập, nhớ là chúng ta đi đến chỗ ngồi trước, chúng ta giữ cái chỗ của mình ngồi, nghĩa là mình được quyền chọn cái chỗ cho mình ngồi. Nhớ đừng có bao giờ để cho mình nặng gánh quá, đó là mình đi xí trong cái dịp lễ
xí nhiều quá là kẹt mình đó. Tại vì mình gánh họ nặng quá, họ vớt mình cái có chừng cái vai mình có vấn đề. Nên mình đừng có xí, mình cứ chọn cái chỗ mình cho đặc biệt. Mình chọn đi, mình có quyền mình chọn, thấy không? Nên mình chọn cái chỗ để mình nghe pháp, mình tu tập, mình chọn chỗ mình đi. Chứ mình đừng có xí cho nhiều người, vì mình xí cho nhiều người có chuyện đó. Mình cũng đâu có muốn điều này xảy ra, ai cũng muốn tự tại. Nhiều người đi sau nói mày xí cho tao vài chỗ nghe không? Nó nằm mồ vậy đầu Phật bảo bà, ông thầy ông nói rồi, xí bậy bà chết mồ. Có chuyện gì xảy ra tôi không dám gặp thầy luôn á. Thầy Đức cũng dữ lắm, không phải hiền gì đâu. Cái bữa đó mà cái bà kia xí chỗ ngồi mà ông đi ngang mà ông dậm một cái, bà nó nằm một đống luôn. Chàng ơi tôi sợ dữ lắm bà. Nói đại câu vậy đi là thôi vậy thôi, thôi em ơi em tự chọn chỗ cho em đi. Chứ vì chị mà cuối cùng em bị dậm mà tội nghiệp lắm. Hiểu không? Nên từ nó ra thôi, đừng có tạo cái mà phiền phức cho mình với những ngày lễ đông đúc. Thêm cái nữa là gì? Mình hãy chọn chỗ của cho mình để những người lạ lạ người ta còn có cơ hội, người ta đến cái chỗ gần gần người ta nghe những đức giảng. Nói rõ ra là nhiều người người ta nghe những đức giảng người ta thích dữ lắm, nên người ta đến người ta cũng muốn ngồi trực tiếp, ta thấy mặt mày sao, hô sao. Đúng không? Đó. Nên không phải đẹp đẽ gì mà ta coi nó hô cỡ nào, mũi mắt làm sao. Tại vì người ta quý quá quý vị ơi. Nên hôm nay thì chúng ta có bài học tập, đó là tâm hoan hỷ là đạo. A Di Đà Phật. Nhớ nghe, phải sanh tâm hoan hỷ. Cái tu tập quan trọng nhất của chúng ta, tu lâu tu mau gì không biết, nhưng mà cái tâm hoan hỷ là cái cực kỳ quan trọng để đưa chúng ta đến đạo giải thoát. Vì cái đạo giải thoát là hoan hỷ, chứ có ai nói cái đạo giải thoát là sân si sằng sổ không? Sân si sằng sổ thì mình có tu lâu cỡ nào mình cũng tiêu rồi, không bao giờ giảng sanh đâu. Sân si sằng sổ sao giảng sanh? Nó đâu quý vị coi, giờ nếu những đứa bước lên đây mà tự bước vô một cái, nói cho quý vị biết không, đến chùa đông người nghe không, cái gì cẩn thận nghe chưa. Chịu không nổi quý vị ơi, thấy nặng nề quá không. Người ta bước lên là quý vị thấy là hoan hỷ liền. Tại vì sao? Vì cái nhân hoan hỷ mỗi ngày mình trồng nó dày quá, nên bước lên mà vừa quay đến Phật mà chưa quay lại quý vị là người ta đã răng vỗ tay lên rồi. Chưa? Đó. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày từng học với thầy Lý Vĩnh Nam, hỏi thầy Lý Vĩnh Nam rằng người giảng pháp, người này giảng rất hay, có trình độ giảng văn tự rất hay, người ta nghe đông, còn người này không có trình độ giảng không hay, người ta nghe ít, có phải như vậy hay không thầy? Thầy Lý Vĩnh Nam nói rằng không phải. Giảng hay giảng dở gì không biết, nhưng mà nếu người này có duyên là người ta sẽ nghe đọc đó. Cái duyên nó rất là quan trọng nha quý vị. Nên cái người mà đẹp thiệt đẹp mà vô duyên là mắc hết 70%. Đẹp thiệt đẹp mà vô duyên. Vì coi bây giờ quý vị thấy người đó đẹp thiệt đẹp, ngay vừa nhìn người đó rất đẹp, mình nói ôi nan đẹp quá. Như ngoài đời á, nam đẹp quá. Nhưng mà khi mình đem về nhà được đi, rồi bà vừa mở miệng ra một cái là mình thấy thôi, cái như là ớt hiểm văn tùm lum, cay đắng quá trời luôn, đúng không? Là mình sợ liền gì đâu quý vị. Làm sao quý vị gần gũi cái người đẹp mà vô duyên, nghe không? Nó mở miệng ra cái này, ê mày sao chịu nổi, đúng không quý vị? Giờ còn đẹp gì nữa, mình còn hấp dẫn gì nữa? Dù có đẹp gì đẹp chứ mà giờ nói chuyện kiểu đó hấp dẫn gì. Nên nói rằng đẹp thiệt đẹp mà vô duyên là mắc hết 70%. Xấu thiệt là xấu, mà có duyên là chiếm được ưu thế 70%. Nên quý vị chọn đi. Nếu như quý vị đã đẹp mà quý vị còn có duyên nữa thì thôi quý vị cũng như là hổ mọc thêm cái chân nữa. Thấy chưa? Đến cái duyên là cái rất quan trọng nha quý vị. Cái duyên là quan trọng lắm đó.
Nó mà muốn có duyên thì phải làm sao? Niệm Phật cũng phát duyên, vui vẻ cũng phát duyên, quan hỷ cũng phát duyên. Đừng buồn dặn người để trong tâm là phát duyên, thấy không? Nhất là mình đi đến chỗ đông người này nè, mình nói mình có 1-2 ngày, 2-3 ngày ở đây thôi. Chúng ta đặt lên cái phương án cho chính mình. Cuộc đời của người thất bại là do gì? Chúng ta không đặt ra một phương án cho cuộc đời, nên người ta bị thất bại đó quý vị. Người ta cứ hối hả, hấp tấp, rồi người ta cứ không có mục tiêu, không có một con đường, không có phương hướng, nên người ta nhào vào là người ta lạc lối. Còn mình đã đi đến đây là mình đã đưa lên một phương hướng, một phương án rõ ràng, là trong vòng 3-4 ngày chúng ta đi đến đây, chúng ta quyết định, chúng ta phát nguyện trước Phật Bồ Tát rằng con quan hỷ. Vậy thôi. Không, quan hỷ hết à, từ bi hỷ xả. Không, từ là ban vui, bi là cứu khổ, xả là buông xuống. Buông cái gì? Buông nhiều thứ lắm. Được chưa? À, một là gì? Mình buông cái điều buồn, điều giận, điều không vừa lòng, không vừa ý xuống, nghe không? À, buông cái đó xuống. Thêm một cái nữa, có cơ hội đi đến chùa. Chúng ta nghe tin một cái nguồn tin vô cùng quan trọng, đó là Hòa Thượng chuẩn bị xây một ngôi chùa nữa. Hiểu không? Nên chúng ta sẽ có chút định buông vào cái thùng tam bảo. Thấy chưa? Đến đó. Cho Hòa Thượng cài xây chùa. Nhớ nghe không? Nên từ từ đó, đó cái đó là buông ra, buông cái đó đó, buông nhiều thứ á. Nghe không? Rồi cái quan trọng vô cùng đó là chúng ta khi đụng chạm với ai mình cũng buông xuống. Cái mặt thường lúc nào cũng cười, đi đâu cũng vòng vòng cười, dù mệt cũng thấy cười. Quý vị mà làm đưa lên phương án rõ ràng trong vòng 3-4 ngày mà dự lễ với ông âm này, những đức nói quý vị đem duyên phước về một đống. Chắc chắn quý vị luôn, thấy không? Nên mình phải có phương án cho nó rõ ràng. Bây giờ chúng ta là người phàm phu mà tu làm gì không có sân si, nhưng mà trong vòng cái thời gian mà mấy ngày ở đây đông thiệt đông người, mặt cười suốt, đi vòng vòng cười suốt, cầm hộp cơm cười suốt, cầm hộp sữa đi cũng cười. Cười suốt vậy đó, hiểu không? Phương án của mình đưa lên là vậy đó nghe. Ờ, chứ nếu không mình thất bại. Ví dụ như bây giờ mình có chỗ ngồi ở xa mình cũng quan hệ, mình cứ nghe phát mặt làm vậy nè. Hiểu không? Mình cứ làm gì hoài vậy đó. Cái bà ngồi kế bên. Gì trời, gì á? Chị không biết gì hết á. Thầy nói rồi. Cười. Cười thì cái lúc mà thầy cũng giảng vui, bà cười bà làm gì mà. Mấy cái đoạn nghiêm túc mà bà cũng làm gì mà thấy ghê quá. Ừ, tôi nghe thầy dạy, tôi làm theo. Kệ tôi, bà đừng có để ý tôi. Cái đầu anh nghe, mình làm. Quan hỷ. 3-4 ngày xuyên suốt. Ôi quý vị sẽ thấy nghe chàng, ô quý vị sẽ tự nhiên nghe, nó đẹp lên, nó đẹp. Quá đẹp. Được chưa? Cái tâm quan hỷ đó là cái tâm rất quan trọng nha quý vị. Nên từ nơi đó mỗi một con người phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Nếu không cái chuyến đi của mình có chừng sạch nhách. Ôm tiền xe mà không có miếng chút xíu nào đem về luôn. Có nhiều bà đi máy bay dù dù bay vô đây. Có cô á, cô Hương có nói là máy bay cái chuyến này mắc lên giá quá trời. Vậy mà đòn vô đây 60 mấy người, thuê nguyên chiếc máy bay luôn. Nên đó, từ nơi đó mà xe cộ gì bây giờ đi rầm rầm. Giờ này nữa biết cái xe mà đi đến chùa mình mà chuẩn bị đi lại Quan Âm cái giờ này thôi nè. Cái giờ hiện tại nè là đang chạy ngoài đường nheo nhóc ngoài chứ. Mà chạy chưa tết. Tại ở xa quý vị. Xa giờ này ta đi rồi nè, là người ta sẽ là sáng mai hoặc là 8, 9 giờ, 10 giờ ngày mai tới. Nên giờ này mà xe mà đi mà đến chùa mà lại Quan Âm là đang chạy ngoài đường. Tất cả những đoạn đường đang chạy nheo nhóc ngoài chứ.
Được chưa? Cái quan trọng là gì quý vị? Nghe mà nó háo hức quý vị ơi. Nó bây giờ mấy người chưa thành phố một chút chạy xe lên bây giờ chịu không nổi mà ở nhà nôn hết quý vị coi. Mà cái chuyện lệ lại quan âm đợt này nghe quý vị nhớ nghe. 1000 lại là chúng ta nắm chắc quả trong túi. Chắc chắn quý vị luôn. Đúng không quý vị? Đó. Từ thấp ban đầu mà lên tới cao nhất là 3000. Mà từ 3000 mà trở lên 1000. Cái gì đâu mà lo. Đúng quý vị? Bây giờ mà nghe nói 1000 nghe là đa phần người nào cũng vậy. Không có gì phải lo hết chứ. Không, tại vì hôm 3000 cái đợt 19 tháng 9 3000 đâu có đơn giản. Bây giờ còn 1000 mà bây giờ là hoàn toàn chỉ có 1000. Chứ chương trình là lễ quan âm lần nào cũng chỉ 1000 thôi. Thấy không? Đó. Nên quý vị biết rằng là nhà chùa nhiệt liệt hết mình và ban tổ chức cực lực hết mình, tất cả các ban bệ mà chuẩn bị một khâu tổ chức vô cùng hoành tráng cái chương trình lễ vía quan âm Bồ Tát lần này. Đúng không? Máy niệm Phật mà giờ này đem về ào 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 mấy cái container chở rầm rầm đem đến. Vậy cơ. Xe công á, container á chở qua chùa Hộ Pháp rầm rầm. Bên giờ này chùa Hộ Pháp đang chuẩn bị mấy trăm người đang làm máy bên đó để chuẩn bị cho Phật tử lễ vía quan âm Bồ Tát. Quá dữ dằn luôn. Rồi, nghe không? Quảng cáo cái này là dữ lắm đó nghe quý vị. Mà tuy là nổ vậy mà thật. Nổ rầm rầm mà thiệt, làm thiệt mà. Còn tượng Phật thì bị biết chở rầm 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 xe chạy tấp nập vô, đầy nguyên một cái nhà bự, thiệt là bự. Tượng Phật đầy nguyên một nhà chuẩn bị cho lễ vía quan âm. Rồi bữa nay đem qua trước nhất một số quạt. Ai ở đây chưa có quạt đưa tay coi. Ủa còn đông quá thì sao, sao tặng hoài mà sao quạt. Hiểu không? À người mới đến. À người mới đến. Một chút tặng quạt luôn. Hiểu không? Một chút tặng cho mỗi một người một cây quạt. Cầm cái quạt này quý vị nhớ, vì chỉ cần cầm cái quạt này thôi, không có cái mùng gian ngủ, không có cái bền đất. Không có cái gối, nhưng chỉ cần có cây quạt này, quý vị chỉ cần mũi bay đến, quý vị đưa cây quạt ra, mũi bay sạch nhất. Vì sao? Mũi trong chùa đều biết nhận đức. Không có mũi nào mà không biết nhận đức hết trơn. Quý vị chỉ cần ngồi nhớ bằng đêm ngủ nghe, cầm cây quạt theo, cứ để cây quạt, hoặc là quý vị cứ để cây quạt kế bên dây quý vị gì nè. Chỉ cần con mũi hay con gián hay bất cứ một con gì, chỉ cần bò đến gặp những đứa thôi là nó sẽ bò đi chỗ khác. Vì sao? Nó biết đây là khoe của mình. Khoe nhà quý vị, hiểu không? Còn ai không có cái quạt này coi chừng nó tưởng người lạ. Người lạ thì người ta sẽ thử mình, hiểu không? Người ta sẽ chích mình vài mũi chơi, hiểu không? Nên lợi chùa mà mũi chích tuyệt đối không đập. Thấy không? Tại vì có bữa đói quá thì thấy quý vị cũng mập mạp. Máu nhiều quá nên lợi chích vài mũi. Xin miếng máu nghe không? Thì quý vị thấy tình trạng gì thôi hoan hỷ. Nghe, hoan hỷ nghe rồi bố thí cúng dường đi. Rồi người ta hút xong rồi người ta đi. Cũng thời gian người ta sống được bao lâu đâu quý vị, có 24 tiếng à, ngủ gỗ tỏi rồi. Nhưng mà mình còn có cái tâm mà gặp trường hợp đó mình còn quy y, tam quy y cho người ta nữa. Đọc 3 lần. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Đọc 3 lần cho người ta. Để quy y cho người ta, niệm vài câu Phật hiệu cho người ta. Để qua 24 tiếng đồng hồ người ta được sanh cực lạc đi. Đúng không? Đó. Nhà đức kêu đem qua trước nhất 2 thùng quạt. Một chút nè. 2 thùng quạt đem qua đây để tặng cho những người không có. Cầm cái quạt này nghe. Gặp bất cứ một cái trường hợp gì trở ngại nha, nhớ nha. Đây nè, đây là cái câu thằng chú mà nó mà bí quyết đó nghe. Đây, chỉ cần cầm cái quạt lên nghe không, nhìn những đức là vì sẽ biết cái gì ở trong đó xuất hiện liền. Hiểu không? Tự nhiên tâm hoàn toàn hoan hỷ liền.
quan hỷ nghe không? Cái cư sắc sắc nè, mới thấy cái quả cười chưa, hả hê răng nhiêu đưa ra hết nè. Không, rồi á, có cái quạt rồi, lúc nào cầm cũng nhìn cái quạt cười theo. Cái nhăn tố giúp cho mình cười. Mỗi ngày nhìn cái quạt nghe, cười theo, cứ là không vui cái gì, nhìn vô nghe. Niệm vậy có một hiệu cười theo. Đó, thấy không? Rồi thêm có cái quạt nó hơi nóng nóng quạt một cái. Cái quạt này là cái quạt đặc biệt, là như thế nào? Có điện hay không có điện nó vẫn quạt. Đúng không? Gọi là quạt tự động quý vị, vì chỉ cần động là nó quạt liền. Có nghĩa là nó rất đặc biệt, lúc nào vì cần quạt nó sẽ quạt, còn lúc nào vì không cần quạt nó sẽ nghỉ. Quá đặc biệt đúng không? Quạt điện còn sợ mưa gió nước nôi, quạt này không sợ luôn, thấy không? Không có chạm với điện giật gì hết luôn. Đặc biệt cái quạt vậy đâu mà nó số 1 với chàng. Bây giờ nó tặng cho quý vị món quà nào tôi suy nghĩ, món nó đắn đo suy nghĩ mà đến nước mà tóc bạc luôn quý vị. Suy nghĩ dữ lắm á nghe. Tuy là món quà nho nhỏ nhưng tấm lòng thì bao la, để cả trái tim vào trong đấy. Đó, cái này là cái quan trọng quý vị. Hồi bữa nay nghe, bữa nay chia sẻ Phật pháp nè, cái ổ bánh mì này không đơn giản nha, không đơn giản đâu quý vị biết. Một chút nè quý vị, cầm ổ bánh mì này nghe, chia sẻ Phật pháp xong đi vòng vòng ha, đi niệm Phật nghe không. Bánh mì này bị lấy ra nha, lấy ra cắn nhẹ cái thôi à! Thấy bị ô bánh mì vậy đâu, nó ngon gì đâu mà ngon, ngon dữ lắm. Còn cái hộp sữa này, biết hộp sữa gì không? Biết sữa gì không? Sữa trí tuệ. Ốc, ốc là trí. Chứ bây giờ mình mà lấy ốc ra không còn thông minh đâu, nên tặng với vị hộp sữa trí tuệ nghe. Bỏ cái chữ chó đi nghe chứ. À! Không, mình đã... Từ hôm nay nhà chùa tuyệt đối không có kêu sữa này ở trong chùa nữa nghe. Phải kêu là sữa trí tuệ. Thì có ốc mới có trí tuệ chứ. Bây giờ tự nhiên đưa con chó vô chi ạ? Người ta bán thì kệ người ta, còn riêng mình ở đây là vậy đó. Đặt sữa trí tuệ được không? À, sữa trí tuệ. À, nên hôm nay cô Châu chuẩn bị bao nhiêu phần này ta? 2600. Thoải mái luôn. Nó chuẩn bị hết trơn. Một chút ai chưa có phần sữa và cái ổ bánh mì này, thấy không? Thì quý vị lên đây, quý thầy sẽ đứng tại cái chỗ này, quý thầy sẽ tặng cho quý vị đàng hoàng luôn. Chuẩn bị tới 2600 phần nữa mà. Nó quá xịn luôn mà. Thấy chưa? Đó. Không quý vị ơi, đi về chùa nghe quý vị. Quý vị nhớ là quý vị làm sao thoải mái nhất khi đi về chùa mình, cũng như quý vị được trở về một gia đình vậy đó. Hòa thượng đã dạy như vậy mà. Đức con nhiệt tình nghe không? Nhiệt tình. Thương chúng sanh hết lòng nghe con. Thượng dạy, có đồ ăn đồ uống gì đem ra cho ăn hết. Cái gì trong chùa có tặng hết. Ngói gạch để Hòa thượng xây dựng. Thấy không? Nên quý vị về đây như là về gia đình quý vị ơi. Tuy là ngồi chặt chội hơi nóng một chút, nhưng mà cái cảm giác vui vẻ và cảm giác tình người này đó quý vị, nó làm cho quý vị có một cái ngọn gió gì á, không phải là gió bên ngoài thổi vào. Mà quý vị biết rằng cái lời nói này nó kích thích cho quý vị vui. Và niềm vui từ nội tâm quý vị phát ra, và gió từ trong tâm quý vị nó phát ra. Đặc biệt như vậy đó nghe. Đó, nên đây là những người đẹp. Tại vì sao? Những người quan hỷ là những người đẹp. Những người đệ tử của Phật là những người xinh đẹp. Tại vì sao? Vì họ thường cười.
Nên những điều những đức chia sẻ cho quý vị trước khi lễ và người ngồi ở đây nghe và người coi trực tiếp cũng được nghe, để được nhắc nhở, để chúng ta một cái chuyến đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi người đều có một cái kế hoạch rất rõ ràng cho cái chuyến đi này. Dù gặp những cái thuận không dính mắc, cái nghịch không buồn phiền, để chúng ta đem phước duyên công đức để mà hồi hướng, cầu an cho người thân, cầu siêu người thân chúng ta. Chúc quý vị an lạc vậy ơi. Chúng ta cười lên cái coi. Cười thêm cái nữa coi nào. Ha ha ha. He he he. Chúng ta quyết tâm niệm Phật, đời này về cực lạc gặp nhau vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc vị buổi tối an lạc vị ơi. Tối nay ai cũng ngủ ngon nha.